Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 368 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian để lại một like, một share và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ bên trong thiên đình, trận chiến vẫn đang tiếp tục nhưng cục thế đã khác. Ở trong luân hồi táng khu, vãng sinh thánh địa, chiến tranh đã kết thúc, chỉ còn lại chiến cục ở tàu đình và bát quan. Tại bát quan, bọn Hách Liên Khuê Ngọc vô cùng nguy hiểm, đại quân thần ma và chư đế phe hắn, người chết, kẻ bỏ chạy, chỉ còn lại đích hệ của Hách Tư Thị vẫn đang chiến đấu. Thủ quân chia ra từ thất quan còn lại đánh tới đây, số người ngày một đông khiến cho hắn đánh mất đại cục. Còn lại tổ đình, Hắc Bạch Nhị Đế và Luân Hồi Thánh Vương nghênh chiến với Phong Hữu Trung, trận đại chiến cấp đạo thần bùng nổ. Phía dưới là đệ nhất sát trận tổ đình. Sát trận của tổ đình hoạt động không được bằng như trước. 20 địa hoàng, 28 tại hoàng đã xuất hiện thương vong, lại có mấy vị địa hoàng và tại hoàng chiến tử. Trung tâm tổ đình phía bên trên hố sâu, Thánh Vũ Đế thay Trung Hoàng Thần nắm quyền cũng đã tới mức dầu cạn đèn khô, nếu như tiếp tục nữa chắc chắn sẽ bị tiêu tan. Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần trong tuyệt cảnh cũng nhìn ra hy vọng, quần chết Thánh Vũ Thị và Trung Hoàng Thần, tổ đình chắc chắn sẽ bị phá. Tội, hộ tống Hoàng Thần, mau rời khỏi đây. Thánh Vũ Đế nghiến chặt hàm răng, dựng phục trưng dậy nói: "Ta chuẩn bị thi triển đạo giải, người hãy đưa Hoàng Thần ca tới thiên đình để cho phụ hoàng đưa huynh ấy về tổ đình đi." Phục thương cõng Trung Hoàng Thần lên lưng, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đế uy trào dâng. Uy nghiêm của thiên đế bao phủ vũ trụ càn khôn, đó là uy nghiêm vô song của đại đế, là uy năng có thể xoay chuyển càn khôn, thay thiên đổi địa. Uỳnh 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 uỳnh, tiếng chấn động dữ dội truyền tới từng trận, cả khu luân hồi thứ bảy đang sôi sục, vô số sinh linh tràn lên, vô số sinh quang tràn ngập khu luân hồi thứ bảy, đó là 24.335 cây luân hồi đằng. Luân hồi đằng khổng lồ hiện lên xuyên qua vô số thế giới, trên lên tới tử vi tinh vực, dưới tới vũ trụ cổ, thậm chí cả đạo giới, tất cả đều nằm trong phạm vi vươn tới của luân hồi đằng. Những người đang chiến đấu dần ngưng lại, trong vũng máu có người ngẩng lên nhìn thiên đình, thấy một vị thiên đế vô song. Phụ hoàng! Thánh Vũ Đế tinh thần được thả lỏng, không kiên trì được nữa, ngã xuống trên lưng ở phục thương. Trung Hoàng Thần cũng nở nụ cười, ra hiệu cho phục thương có thể thả hắn xuống. Sát trận của tổ đình không còn người điều khiển, tự chủ vận hành, đẩy bọn đại toại hậu thổ ra khỏi tổ đình. Nhưng tổ đình tự hành đã khó lòng đả thương được Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần. Hai vị này lập tức nhân lúc đánh ra khỏi tổ đình, ngẩng lên nhìn thì thấy vị thiên đế trong tổ đình kia. Hắc Bạch Nhị Đế đã hợp thể, đứng cùng Luân Hồi Thánh Vương, cẩn trọng nhìn thiên đình. Bệ hạ! Vô số thần ma quỳ xuống, đó là vị thần trong tim của họ, vị đế trong tim của họ. Thấy vị thiên đế này, họ liền không tự chủ được mà có sự gửi gắm. Bệ hạ! Hách Liên Khuê Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nhìn những thần ma Hách Tư Thị bên cạnh đều lần lượt quỳ xuống, không khỏi đại nộ, giết liền mấy người rồi. Tại sao lại quỳ trước hắn đấy? Tất cả đứng lên cho ta! Các người muốn tạo phản hay sao? Các người muốn phản bội chủng tộc của chính mình hay sao? Cốt khí của các ngươi ở đâu rồi? Tuyết Hà, người cũng là địa hoàng, tại sao lại quỳ trước hắn đấy? Vinh quang thiên đế của ngươi ở đâu rồi? Cốt khí ở đâu rồi? Tuyết Hà trầm mặc, vái sát đất không dậy. Hách Liên Khuê Ngọc phẫn nộ, ngẩng lên nhìn thiên đế ở trên thiên đình, cười ha hả, tiếng cười vang vọng, chấn động càn khôn. Thiên đế cái gì chứ? Thiên đế vớ vẩn. Trung Sơn Thị, ngươi cũng là tạo phản thành đế mà thôi. Nếu không tạo phản, thì ngươi vẫn là thần tử của Mục Tiên Thiên kìa. Trên thiên đình, nhục thân của Trung Nhạc to lớn nhìn hắn. Hách Liên Khuê Ngọc trong lòng kinh hãi, liều mạng nói: "Ngươi dựa vào anh tài thiên hạ, tổ chức đại hội chư đế tương lai thì mới xác lập được thất đạo luân hồi, được tôn làm tiểu đạo tôn, được đưa lên vị trí thiên đế. Nhưng ngươi tập trung trí tuệ của anh tài
trong thiên hạ tu thành tiên thiên, nhưng không chuyển cho chúng sinh, muốn độc chiếm vị trí thiên đế này. Người đáng kiếp bị phản bội, còn chấm phụng thiên thừa văn, được sự công nhận của thiên, là thiên tử được công nhận. Thiên đã chết rồi. Bên trên thiên đình, Trung Nhạc lạnh lùng nói. Hách Liên Khuê Ngọc toàn thân cứng đờ như bị sét đánh trúng. Thiên chết rồi sao? Một vị thần hầu quệt đi vết máu trên mặt, lẩm bẩm nói: Thiên đã chết rồi. Đột nhiên có người hoan hô lên, rồi tiếng hoan hô lan truyền như ôn dịch, vô số thần ma hoan hô: Thiên chết rồi, cuối cùng thiên cũng đã chết rồi. Hách Liên Khuê Ngọc đứng giữa các thần ma hoan hô, những thần ma phấn khích đến điên cuồng đó không phân địch ta, chạy tới chạy lui phấn khích, tới ném hết thần binh ma thần binh của mình lên, tới mức ôm cả đối thủ vừa rồi còn sống chết muốn giết nhau, tới mức lao tới lao lui, lao cả vào người của hắn. Trong mắt của Hách Liên Khuê Ngọc một mảng hoang mang: Thiên chết rồi sao? Thời đại thần kỷ đã kết thúc rồi ư? Thiên tử là hắn, trở thành chuyện cười lớn nhất của thế gian này rồi. Thiên cũng đã chết, hắn còn mong trở thành thiên tử, vậy không phải là chuyện được cười hay sao? Ta không nhận thua. Hách Liên Khuê Ngọc lẩm bẩm nói: Ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trung Sơn Thí, ngươi là thiên đế, ta cũng là thiên đế. Hôm nay ta quyết một trận tử chiến với ngươi. Ngươi có dám ứng chiến không đây? Có dám so tài cao thấp với ta không đây? Trên thiên đình, Trung Nhạc lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một vị địa hoàng may mắn còn sống sót của Hoa Tư Thị run rẩy đứng dậy, tới bên cạnh hắn, nói nhỏ: Hách Liên Khuê Ngọc, quỳ xuống, đừng có phản kháng. Hách Liên Khuê Ngọc giững người nhìn hắn khó hiểu. Mấy vị địa hoàng khác của Hách Tư Thị cũng loạng choạng đứng lên tiến về phía hắn. Các người muốn làm gì? Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hả điên cuồng. Các người muốn làm gì đây? Ta mới là tộc trưởng Hách Tư Thị. Những lão giả các ngươi chuyển thế trở về là ta dạy dỗ các ngươi, truyền thụ thất đạo luân hồi tuyệt đỉnh cho các ngươi, cho các ngươi tài nguyên tốt nhất kìa. Đừng có quên, vinh quang của các ngươi chỉ là kiếp trước, kiếp này là của ta. Uỳnh uỳnh, hắn đột nhiên tung trưởng đánh bay một vị địa hoàng. Những vị địa hoàng khác tràn tới tấn công hắn. Hách Liên Khuê Ngọc gầm lên phẫn nộ, hạ sát thủ với những lão tổ tông của mình, đánh trọng thương nhiều vị địa hoàng của Hách Tư Thị. Hắn không hổ là tộc trưởng đương đại, hùng tài vĩ lược, tu vi thực lực đều hơn các Hoa Tư Thị địa hoàng. Cho dù mấy vị địa hoàng lên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ta mới là thiên mệnh chi chủ, ta mới là tộc trưởng của Hoa Tư Thị, ta mới là tộc trưởng của Hách Tư Thị. Những lão giả các ngươi muốn giết ta để lấy công với Hoa Tư Thị, với Thái Hoàng thỉnh tội hay sao? Ta sẽ chịu bỏ phản nghịch các ngươi trước vậy. Đột nhiên Hách Liên Khuê Ngọc hự lên một tiếng, sau lưng bị đau, lật tay tung một chưởng đánh bay kẻ đánh lén. Quay lại thì thấy là tân đế của Hách Tư Thị đánh lén hắn, lộ ra vẻ khó tin. Hách Liên Phong, ngươi là đệ tử của ta. Hách Liên Khuê Ngọc rút đế binh chân lưng xuống, nửa cười nửa không. Ngươi là do một tay ta dạy dỗ, ta đối đãi với ngươi không bạc. Uỳnh uỳnh, lại là một chưởng đánh lên chân lưng của hắn. Hách Liên Khuê Ngọc thổ huyết, quay lại thì thấy một tộc nhân khác. Hắn không hiểu nói: Hách Liên Khuyết, đến ngươi cũng phản bội chấm sao? Ngươi nói đi. Hách Liên Khuyết không nói gì tấn công hắn. Trong đám người, các vị tân đế của Hách Tư Thị đều tiến tới gia nhập chính cục, đều không nói lời nào, chỉ có tiếng gầm phẫn nộ của Hách Liên Khuê Ngọc truyền ra. Những Hách Liên Thị địa hoàng bị trọng thương cũng đứng dậy gia nhập vào vòng vây. Hách Liên Khuê Ngọc thét lớn, hạ sát thủ. Chiến lực của hắn đúng là kinh người. Cho dù chư đế vây công thì hắn cũng không hề rơi xuống thế yếu. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, thấy đứa con trai mình thích nhất cũng lao tới tấn công hắn. Cha, đừng phản kháng nữa đi, vì Hách Tư Thị, đừng phản kháng. Hách Liên Khuê Ngọc tim run rẩy, giơ tay đỡ. Kiếm của con trai hắn xuyên qua ngực của hắn, còn tay hắn thì đáp xuống mặt con trai hắn, không hề có bất cứ uy lực nào cả. Hắn vẫn là không hạ thủ được. Hắn đã quỳ xuống. Đại đế và chư thần của Hách Tư Thị tràn tới, rối loạn thành đống. Vô số công kích rơi xuống người của hắn, phá tan nhục thân của hắn, đánh tan nguyên thần. Một vị địa hoàng của Hách Tư Thị chặt đứt đầu của hắn. Vị địa hoàng đó giơ đầu hắn lên hướng về thiên đình, rồi chậm chậm quỳ xuống. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Các vị đại đế của Hách Tư Thị lại quỳ xuống, thần ma Hách Tư Thị cũng quỳ xuống. Vẫn còn một số người không quỳ, lập tức bị đồng tộc bên cạnh chặt đầu. Những người trung thành với Hách Liên Khuê Ngọc không phải thiểu số, nếu không cũng không thể cả tộc tạo phản. Trong Hách Tư Thị ngày một nhiều người bị chặt đầu, số đầu được giơ lên cũng ngày một nhiều.
Cuối cùng tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng máu nhỏ tong tong xuống đất từ những chiếc đầu được giơ cao kia. Bộp bộp bộp. Bên cạnh tổ đình, tiếng vỗ tay vọng tới. Khởi Nguyên đạo thần tươi cười vỗ tay khen ngợi. Hách Liên Khuê Ngọc trước nay đại trí, nhưng cũng rất biết nhẫn nhịn, lại biết đánh giá thể cục. Nếu ở bất cứ thể đại nào trước kia thì hắn cũng là một hùng chủ, ngồi trên ngôi vị thiên đế là đương nhiên. Nếu là bất cứ thể đại nào khác thì việc tạo phản của hắn chắc chắn sẽ thành công. Nhưng thời đại này thì hắn bất hạnh rồi, hắn đã gặp phải Thái Hoàng. Sau đó hắn dựng ngón tay cái thực lòng nói: Thái Hoàng dù sao cũng là Thái Hoàng, không ra tay, chỉ cần lộ diện đã khiến cho Hách Tư Thị tự giết Hách Liên Khuê Ngọc rồi. Đáng thương, những kẻ ngu độn đó còn tưởng có thể dùng đầu của Hách Liên Khuê Ngọc đổi lại việc chủng tộc không bị hủy diệt. Đúng là nực cười, nực cười. Nực cười nhất chính là trận chiến này còn chưa phân thắng bại thì họ đã đầu hàng nhận thua trước rồi. Người nói xem có đúng hay không, bệ hạ? Trung Nhạc đứng dậy trong thiên đình, tiến tới thản nhiên nói: Thiên hạ này không phải nhà của ta, đế vị này cũng không phải của ta. Sau khi định ra cương thống, chấm tự nhiên sẽ thoái vị. Hách Liên Khuê Ngọc có tội, Hách Tư Thị đương nhiên cũng có tội, nhưng chấm sẽ không diệt tộc Hách Tư Thị. Người đâu, thu giáp của những tội thần trước, đợi lệnh sau. Hắn đi trên hư không, chớp mắt đã tới tổ đình, gặp bọn Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần, Hắc Bạch Nghị Đế. Trung Nhạc thi lễ với bọn Khởi Nguyên rồi mỉm cười nói: Mời chư vị đạo hữu ngồi. Khởi Nguyên đạo thần cười ha hả: Bệ hạ, giờ ta và Tứ Diện đạo hữu thần đã bị trọng thương, tại sao bệ hạ không nhân cơ hội hạ sát thủ đi? Bệ hạ không phải là vẫn còn bệnh cũ đấy chứ? Trung Nhạc mỉm cười nhàn nhã nói: Cá đương nhiên là phải nuôi lớn rồi mới ngon, cá ốm cá bệnh ăn đương nhiên sẽ không thơm, sư huynh nói xem có đúng không? Phong Hữu Trung ngồi xuống. Chư vị đạo hữu mời ngồi. Hai vị đạo tôn mời, dám không nghe lệnh hay sao? Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần và Luân Hồi Thánh Vương cùng Hắc Bạch Nhị Đế cùng ngồi xuống. Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ Nương Nương cùng ngồi xuống. Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần bị trọng thương, dù sao tổ đình cũng là do Trung Nhạc và Phong Hữu Trung luyện chế mà thành, hoàn thiện lại, có thể không chết trong tổ đình đã là thành tựu đáng quý. Cho dù là cấp đạo thần thì cũng khó lòng bảo vệ bản thân. Đạo thương của hai người rất nặng, nhưng thương tích của bọn Đại Toại cũng không hề nhẹ. Đạo giới mới thành lập, Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ vì không muốn bỏ lỡ trận ác chiến ở dưới hạ giới nên không trở thành đạo thần lần thứ hai. Dù sao cặp bẫy đạo thần cũng không phải ai cũng phải trải qua, huống hồ còn có Luân Hồi Thánh Vương luôn nhăm nhe bên cạnh. Không thành tựu đạo thần thì không phải đối thủ của bọn Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần. Thương thế của Hắc Bạch Nhị Đế không nặng, vừa rồi chúng liên thủ với Luân Hồi Thánh Vương đối kháng với Phong Hữu Trung, bị Phong Hữu Trung chặn ở bên ngoài tổ đình. Ba người đều là tầng thứ đạo thần, cho dù là Phong Đạo Tôn đường đường cũng không thể giết chúng nếu chúng không liên thủ. Mọi người ngồi xuống, khí thế vẫn hùng hồn, không ai chịu ở thế yếu, đều muốn áp chế đối phương. Nói cũng được cười. Khởi Nguyên đạo thần nhìn quanh, đột nhiên cười nói: Chúng ta đánh đánh giết giết lâu như vậy, chẳng qua là tranh chấp tiên thiên và hậu thiên, xem ai là thiên địa chi chủ. Nhưng đến cuối cùng, tranh đoạt không có một sinh linh hậu thiên nào, toàn là tiên thiên thần ma, đúng là châm biếm thật mà. Đại Toại ngạc nhiên nhìn quanh, thấy những người có tư cách ngồi xuống, ai cũng là những đối tượng vô lão bệnh tử, quả nhiên không có một sinh linh hậu thiên nào cả. Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần, Hắc Bạch Nhị Đế, Luân Hồi Thánh Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ đều là tiên thiên. Đại Toại cũng là dựa vào hư không giới, tế tự lâu mà thành tế tự tiên thiên thần. Còn Trung Nhạc là hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, giờ cũng đã là tiên thiên thánh thần. Còn Phong Độ Tôn đi theo con đường riêng, dùng tâm cảnh trở thành đạo thần, cũng nhân cơ hội mở đạo giới vào trong đạo giới trở thành đạo thần chi thân, giờ cũng vô lão bệnh tử, thọ nguyên vô tận, cũng là một loại tiên thiên thần thánh khác. Khởi Nguyên đạo thần nói là châm biếm, đúng là cũng không phải vô lý. Những người như họ có sức mạnh cường đại nhất, quyền thế lớn nhất, danh vọng cao nhất, thế nhưng không có một sinh linh hậu thiên nào ở đây. Trung Nhạc cười: Khởi Nguyên đạo huynh vẫn là miệng lưỡi sắc bén mà. Nếu ở đây đã không có tranh đoạt tiên thiên hậu thiên thì coi như là ân oán giữa chúng ta, không liên quan gì tới đế triều, không liên quan tới chúng sinh. Có lẽ ta sẽ đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết kìa. Tứ Diện Thần cười khẩy: Nếu trong đế triều của bệ hạ không có nhiều hậu thiên đại đế như vậy thì bị chúng ta đánh chết lâu rồi. Trung Nhạc bật cười nhàn nhã nói:
Tứ diện thần đạo hữu đúng là không biết trời cao đất dày. Luân hồi đạo hữu tinh thông luân hồi đại đạo, chi bằng giúp họ trị đạo thương đi. Luân hồi thánh vương khựng người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trung Nhạc lại bảo hắn trị thương cho Khởi Nguyên đạo thần và Tứ diện thần, như vậy thì hơi rộng rãi quá thì phải. Khởi Nguyên đạo thần và Tứ diện thần cũng khựng người, trong bụng thầm khó hiểu. Tứ diện thần cười ha ha. Nếu bệ hạ đã cố tình ra vẻ đại lượng thì phiền luân hồi đạo hữu vậy. Luân hồi thánh vương kìm nén sự nghi hoặc, tế luân hồi đại đạo trị đạo thương cho hai người kia. Luân hồi đại đạo bao gồm vạn đạo, vạn tượng, thế nhưng không thể trực tiếp chữa trị sự tổn thương của đại đạo. Nhưng đã là luân hồi thì có thể giúp đạo thương của họ trở về trạng thái trước kia. Cho dù về chiến lực thì luân hồi thánh vương không phải tầng thứ của Khởi Nguyên đạo thần và Tứ diện thần, nhưng nói về luân hồi đại đạo thì của hắn không phải tầm thường. Trung Nhạc khẽ vẫy tay, một quê luân hồi thung khổng lồ bay ra từ trong tổ đình đại trận, đáp xuống trước mặt mọi người. Luân hồi thánh vương khóe mắt co giật, dần dần muốn hành động, thế nhưng rồi kiềm chế lại, không ra tay cướp đoạt. Trung Nhạc nghiêng đầu. Táng linh. Táng linh thần vương tiến tới, tế tán cây sinh mệnh cổ thụ lên, dung hợp với luân hồi thung. Sinh mệnh cổ thụ hồi phục lại như xưa, chỉ là sinh mệnh cổ thụ linh cơ vô tận đã không còn nữa. Tán cây sinh mệnh cổ thụ vốn nằm trong tay của thiên. Táng linh thần vương và đế táng thiên liên thủ luyện chết thiên, tán cây cổ thụ cũng bị họ lấy đi. Táng linh thần vương thấy Trung Nhạc lấy luân hồi thung thì biết dụng ý, khi Trung Nhạc gọi mình tới, vì thế đưa tán cây tới. Sinh mệnh cổ thụ phục nguyên, thế nhưng cành lá khô héo, không bằng được trước kia. Trung Nhạc cười nói. Đại tư mệnh chết rất hay, đại tư mệnh không chết thì ta không thể có được cây sinh mệnh cổ thụ này. Thái tuế thần vương. Tùng một tiếng, thái tuế thần vương nhảy ra từ quầng sáng sau đầu của hắn, cắt thịt của mình ra, nhỏ thần huyết lên cây sinh mệnh cổ thụ khô héo. Vị thần vương này vừa nhỏ máu, mồm vừa kêu đau, khiến người ta không khỏi động lòng chắc ẩn, thế nhưng trong lòng lại khó hiểu. Cái tên này từng bị biết bao nhiêu thần ma cắt thịt ăn rồi, sao mà vẫn sợ đau như vậy vậy? Thần huyết của thái tuế thần vương được sinh mệnh cổ thụ hấp thụ. Nói cũng lạ, rễ của sinh mệnh cổ thụ dần dần phục sức sống, rồi cành lá cũng trở nên ôm tùm hơn. Không lâu sau, lá mọc ra dài hơn, rồi có nhiều lá non cũng mọc ra. Bệ hạ, đủ chưa vậy? Thái tuế thần vương dáng vẻ như mất máu quá nhiều sắp ngất, run rẩy nói. Trung Nhạc lắc đầu, thái tuế thần vương đành phải tiếp tục nhỏ máu, tiếng gào thảm thiết vẫn tiếp tục. Lôi Trạch cổ thần nghe tiếng kêu đau đó không chịu nổi, không kìm được tóm lấy thái tuế thần vương, dùng lực nặn máu khiến cho thần huyết thái tuế thần vương chảy ra như biển, rồi ném hắn đi. Đủ rồi. Trung Nhạc nói, thái tuế thần vương yếu ớt bò dậy. Phong Hữu Trung ho hắng một tiếng nói. Ta vẫn còn một ít đạo huyết của đại tư mệnh. Đạo tôn, sao ngươi không nói sớm vậy? Thái tuế thần vương hận muốn thổ huyết, nhưng giờ không còn máu mà thổ nữa, bị Lôi Trạch nặn ra hết rồi. Sinh mệnh cổ thụ lại xanh um tùm. Cây linh căn này trong một thời gian rất dài được tôn là đệ nhất linh căn, đúng là uy nghiêm, hùng vĩ. Cây tốt mà. Trung Nhạc khen ngợi, thi triển sinh mệnh cổ thụ. Đại toại, Lôi Trạch thương thế dần hồi phục. Phạm vi bao phủ của sinh mệnh cổ thụ rất rộng, tán cây càng ngày càng rộng, bao phủ cả nhị thành bát quan, cả vãng sinh thánh địa, luân hồi táng khô, vô số thần ma đắm mình trong sinh mệnh tinh khí đậm đặc, một thân thương thế đều dần hồi phục. Đúng là cây tốt mà. Mọi người cùng tán thưởng không ngớt. Sinh mệnh cổ thụ đúng là phi phàm, trị thương cho chúng thần dễ như trở bàn tay. Trung Nhạc nói. Chư vị địa hoàng, toại hoàng, ba vị nương nương. Những vị địa hoàng, toại hoàng còn sống và Tư Mệnh nương nương, Âm Phiền Huyên, Hoa Thiến Mân tiến lên trước. Mỗi người đều chấn áp một đạo linh quang. Đạo linh quang đó vẫn nhu động không thôi. Mọi người dâng lên linh quang, khóe mắt Khởi Nguyên đạo thần giật. Trung Nhạc ghép số linh quang lại cùng với nhau tạo thành hình một bông hoa sen. Hắn trầm mặc một lúc, tháo chiếc bình ngọc bên hông, chính là chiếc bình trôi giạt trong hỗn độn kia, cắm cây linh căn này vào trong bình. Trong bình tràn ngập hỗn độn khí. Cây linh căn hấp thụ hỗn độn khí, vô số linh căn hợp lại. Không lâu sau, hỗn độn liên hồi phục như xưa, hoa nở sáng lạn. Trung Nhạc giơ tay, hỗn độn liên từ từ bay lên khỏi hỗn độn bình, bông hoa sen khẽ rung, nhụy hoa nở. Một sinh hai, hai sinh ba, cứ thế nở ra vô tận. Chỉ trong chốc lát, phía trên bầu trời tổ đình đã ngập hỗn độn hoa. Mỗi một bông hỗn độn liên đều có một Trung Nhạc ngồi bên trong, đều kinh thán không thôi. Hoa tốt, đúng là hoa tốt mà. Đại toại, Hoa Tư nương nương ngẩng lên cũng không kìm được mà kinh thán. Hỗn độn liên là linh căn của Khởi Nguyên đạo thần, bị chư thánh và đệ nhất sát trận đánh tan trong tổ đình.
linh căn biến thành linh quang rơi vào trong tổ đình, nay đã phục nguyên nhờ Trung Nhạc. Khởi Nguyên đạo thần nôn nóng cười nói: Bệ hạ đã có ý biến căn qua thành ngọc bách thì tại sao không trả linh căn lại cho ta? Vậy là thể hiện được thành ý của bệ hạ. Trung Nhạc bật cười nói: Chậm nói biến căn qua thành bạch ngọc khi nào vậy? Cho dù chậm có muốn thì những vị thần ma trung thành với chậm đã tử nạn kia có đồng ý hay không đấy? Khởi Nguyên đạo thần sắc mặt tối lại, thản nhiên nói: Bệ hạ, hỗn độn liên không phải ai cũng dùng được đâu. Trung Nhạc lắc đầu không bận tâm, tâm niệm kẽ động thu toàn bộ hỗn độn liên về một bông, rồi từ từ cất vào trong nguyên thần bí cảnh. Khởi Nguyên đạo thần cười khẩy không nói gì. Trung Nhạc cúi người cười nói: Đại toại, phù tăng linh căn có thể cho ta mượn một chút được không? Đại toại trầm ngâm, rút phù tăng thụ từ trong bàn tay ra, cả hỗn độn hải cũng được hắn nhấc lên. Hắn nói: Bệ hạ cẩn thận, bảo vật này liên kết với hỗn độn vô cùng hung hiểm. Trung Nhạc nâng hỗn độn hải trên lòng bàn tay, hỗn độn hải mênh mông vô tận, hỗn độn hỏa thiêu đốt thời không, phù tăng thụ thì cắm rễ trong hỗn độn hải, căn cơ liên miên tựa dải núi trùng điệp, liên thông với hỗn độn đúng là linh căn tốt mà. Trung Nhạc cất phù tăng thụ vào trong nguyên thần biết cảnh, nói với hậu thổ nương nương: Nương nương, có thể cho ta mượn tử trúc linh căn được không? Hậu thổ nương nương lấy ra tử trúc nói: Mời bệ hạ xem. Trung Nhạc quan sát một lúc, cũng cất tử trúc vào trong nguyên thần bí cảnh, rồi lại mượn lôi trạch tiên thiên quả thụ cũng cất vào trong nguyên thần bí cảnh. Sau đó mời ra 23 thánh đế mượn bỉ ngạn hoa. 23 thánh đế tỉnh lại thấy tiểu hư không giới mà bỉ ngạn hoa biến thành đã trống rỗng, đến một linh hồn tử nạn cũng không có thì không khỏi khó hiểu. Nhưng thấy Trung Nhạc mượn hoa thì họ cũng không dám không cho. Cửu đại linh căn trong thiên địa, vạn thánh linh căn đã bị Trung Nhạc thôn phệ. Bỉ ngạn hoa, tiên thiên quả thụ, tiên thiên tử trúc, phù tăng thụ, hỗn độn liên và sinh mệnh cổ thụ đều ở trong tay Trung Nhạc. Cửu đại linh căn đã có 7 cây trong tay Trung Nhạc, còn có luân hồi đằng biến thành khu luân hồi thứ 7, thế giới hoa biến thành tử vi. Hai cây linh căn này biến thành hai thế giới, Trung Nhạc không lấy chúng. Nhưng luân hồi đằng là dấu Trung Nhạc tế lên biến thành khu luân hồi thứ 7. Giờ hơn 20,000 cây luân hồi đằng đã hiện ra, còn thế giới hoa trừ phi đánh tan nát tử vi tinh vực thì mới lấy được nó. Mà Trung Nhạc có thái tuế thần vương và sinh mệnh cổ thụ, có thể để cho thái tuế đóng giả đại tư mệnh, chứ biết chừng lại khiến cho thế giới hoa hiện ra. Tuy không lấy được nó thì nhưng cũng có thể mượn sức mạnh của nó, không biết chừng. Cửu đại linh căn đã được 7, đây là thành tựu tự cổ chí kim chưa ai có. Cho dù là thời đại hắc ám mà đại tư mệnh thống trị cũng không có tập hợp được nhiều linh căn đến như vậy. Rốt cuộc thái hoàng định làm gì, tập trung nhiều linh căn như vậy đấy? Luân hồi thánh vương cảnh giác. Những người khác còn dễ nói, tập trung linh căn nhiều như vậy, chiến lực chưa chắc đã tăng nhiều. Nhưng Trung Nhạc vừa xuất hiện là để 24,335 cây luân hồi đằng của khu luân hồi thứ 7 hiện lên, khiến ít nhiều cũng có liên tưởng không tốt. Chư vị không cần căng thẳng. Trung Nhạc cười hiền nói, chấm là thiên đế có nhiều linh căn như vậy cũng không quá đáng chứ. Giờ đến lúc chúng ta nói chính sự rồi. Lôi Trạch, đại toại, hộ thổ nương nương, mấy người họ sát khí đằng đằng, nhìn về hướng Khởi Nguyên đạo thần, hắc bạch nhị đế. Mấy người bọn Khởi Nguyên đạo thần cũng căng thẳng. Trung Nhạc trước nay đều nắm quyền chủ động, vừa hiện thân là dập tắt phản loạn. Mời họ tới không hề nhắc tới chiến sự, mà chỉ nói chuyện như lão hữu nhiều năm. Dù ở thời điểm nào hắn cũng nắm quyền chủ động. Dù là mời họ tới hay tái hiện linh căn, tập hợp linh căn, đều là hắn dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Giờ hắn nói tới chính sự không biết là chuyện gì, nhưng theo ngữ khí vừa rồi của hắn thì chỉ e rằng không phải chuyện lành. Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần vốn nghĩ Trung Nhạc định hòa giải, nhưng giờ Trung Nhạc lại nói tuyệt đối không thể biến căn qua thành ngọc bạch, không thể cười cái cho qua được. Vậy thì chính sự này rốt cuộc là tiếp tục chiến tranh hay là chuyện khác đây? Trung Nhạc cười ôn hòa khiến người ta cảm giác như gió xuân, không hề có chút sát khí nào. Hắn nói, thực ra ta rất khâm phục Khởi Nguyên đạo huynh. Khởi Nguyên đạo huynh năm xưa là Khởi Nguyên thần vương. Khởi Nguyên thần vương bị đại tư mệnh mở ra đạo giới huyết tế, nhưng Khởi Nguyên đại đạo không nằm trong đại đạo của đạo giới, nên Khởi Nguyên thần vương còn sống sót hồi sinh ở Khởi Nguyên thánh địa, vào trong hỗn độn trở thành Khởi Nguyên đạo thần, trở lại 300,000 năm trước báo thù đại tư mệnh. Khởi Nguyên đạo huynh không chết trong vòng luân hồi mà còn thoát ra được, khiến ta vô cùng khâm phục. Mọi người bàn tán xì xào, cho dù là hắc bạch nhị đế cũng không hiểu gì, không biết Trung Nhạc đang nói điều gì. Tứ Diện thần cũng ngạc nhiên nhìn Khởi Nguyên đạo thần với vẻ khó tin, nói nhỏ, đạo huynh,
Trung Nhạc nhìn Hắc Đế cười nói: "Các ngươi chuỗi phản bội tuần hoàn từ bao giờ vậy? Sư phụ phản bội đồ đệ phản bội sư phụ. Hắc Đế, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi Khởi Nguyên Đạo Thần phản bội ngươi, khiến ngươi phong ấn Phục Hy Thần Huyết, tuyệt diệt Phục Hy Thần Tộc, hại ngươi phải gánh lời nguyện Phục Hy Thần Tộc, nhân quả quá nặng, trầm luân 10 vạn năm không trở thành đạo thần được. Là Khởi Nguyên Đạo Thần phản bội ngươi có đúng không nào?" Hắc Đế thản nhiên: "Chuyện quá khứ không cần nhắc lại." Trung Nhạc mỉm cười: "Thật ra người ban đầu Khởi Nguyên Đạo Huynh phản bội là Đại Tư Mệnh. Hắn đối xử với Đại Tư Mệnh như cha như huynh, nhưng Đại Tư Mệnh lại không tin tưởng hắn, huyết tế hắn. Các thần vương trung thành với Đại Tư Mệnh, nhưng Đại Tư Mệnh lại phản bội lòng trung thành của họ, huyết tế họ. Hắn quá trung thành với Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh đã phản bội. Hắn thật sự không thể chấp nhận vì thần hoàn hảo ở trong lòng mình bị phá hủy. Vậy là hắn lựa chọn phản bội Đại Tư Mệnh, phá vỡ vị thần hoàn hảo ở trong tim mình." Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha ha: "Vòng phản bội của bọn ta thực ra bắt đầu từ Đại Tư Mệnh, ta cũng chỉ học theo Đại Tư Mệnh mà thôi." Trung Nhạc thở dài: "Đại Tư Mệnh nhất thế cường hãn, trước khi chết còn là bá chủ duy nhất, chiến lực thiên hạ vô song. Hắn bái ở chỗ làm người. Cho dù hắn không mở đạo giới, không phải vẫn có Khởi Nguyên Đạo Huynh Tứ Diện Thần mở ra đạo giới đó hay sao? Đáng tiếc hắn thật sự không muốn ở dưới ta, ở dưới các ngươi, một lòng muốn mở ra đạo giới, nắm giữ đạo giới. Cuối cùng đạo giới sẽ không bị nắm giữ, đạo giới đã giết hắn." Khởi Nguyên Đạo Thần mỉm cười: "Bệ hạ muốn nói điều gì vậy?" "Trẫm muốn nói rằng trẫm khâm phục đạo huynh có thể phá vỡ luân hồi tự thân." Trung Nhạc thở dài: "Thời gian này ta đột nhiên phát hiện trẫm cũng ở trong một trận đại luân hồi, nhưng khác với đạo huynh là luân hồi của trẫm là một vòng tuần hoàn chết kìa. Ta bị mắc kẹt trong vòng luân hồi đó không thể thoát ra được. Nhưng không lâu trước ta bỗng nhiên nghĩ ra, ta đã nghĩ thông rồi." Mọi người khựng lại, Trung Nhạc tươi cười: "Ta quá chú tâm vào sinh tử của bản thân mình mà quên mất mục đích kiếp này của ta là gì, đến mức ta cố chấp muốn thoát khỏi luân hồi của mình. Thật ra ta đã nhìn quá xa, nếu ta nhìn gần hơn một chút thì sẽ phát hiện được cách giải quyết vấn đề khó khăn này thôi." Hắn giống như đang nói chuyện với mọi người, thế nhưng cũng như đang nói với chính mình. Hắn tử tốn nói: "Mục đích, mục tiêu kiếp này của ta, trận chiến tiên thiên hậu thiên thật ra với ta không phải là điều cần quá để tâm. Ta đấu với tiên thiên thần ma, thế nhưng khởi đầu của Phục Huy thị ta chính là tiên thiên thần ma. Ta có lão tổ tông trợ giúp, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toái, họ đều là tiên thiên thần ma. Còn cả những tiên thiên thần vương như là Càn Đô, Tướng Vương, Táng Linh giúp ta. Vì thế ta không phải chống lại tiên thiên thần ma. Mục đích, mục tiêu cả đời chỉ có một, đó chính là phục hưng Phục Hy thần tộc. Ta phấn đấu cả đời, dùng hết thần thông, trí tuệ, giờ sự phục sinh, quật khởi của Phục Hy thần tộc có gì ngăn cản được đây?" Mọi người lặng lẽ lắng nghe, các vị địa hoàng, tọa hoàng cũng rửa tai lắng nghe. Trung Nhạc giơ một ngón tay lên, chỉ Khởi Nguyên Đạo Thần, chỉ Hắc Bạch Nhị Đế, rồi chỉ Luân Hồi Thánh Vương, chỉ Tứ Diện Thần, rồi chỉ bản thân. "Khởi Nguyên Đạo Huynh, các vị đều muốn tiêu diệt Phục Hy thần tộc ta, nô dịch Phục Hy thần tộc, biến bọn ta thành thức ăn, biến thành nô lệ, không biết phản kháng. Vì thế các ngươi là trở ngại, mà ta cũng là trở ngại. Ta cũng là trở ngại cho sự phục hưng quật khởi của Phục Hy thần tộc." Trung Nhạc suýt sao nói: "Ta quá mạnh, mạnh đến mức thiên địa, đạo giới này không thể chấp nhận được." Tứ Diện Thần hừ một tiếng. Luân Hồi Thánh Vương thì nghiến răng ken két, Âm Phiền Huyên thì nhịn không được phì cười, những người khác cũng không kìm được mà cười nhỏ. Trung Nhạc nói tiếp: "Ta quá mạnh nên đạo giới muốn giết ta, nhưng ta không thể vì đạo giới muốn giết ta mà lại sợ hãi được. Vì sợ hãi sẽ kéo theo Phục Hy thần tộc và nhân tộc xuống sự hủy diệt. Hơn nữa ta quá mạnh, mạnh tới mức Phục Hy thần tộc gần như không có kẻ địch. Vì thế chỉ cần ta vẫn còn là Phục Hy thần tộc, sẽ là nhiệt đệ nhất thần tộc trong thiên hạ này. Không cần phải trở nên mạnh hơn, không cần phải lịch luyện, đã có thể có được tài nguyên tốt nhất rồi, bảo tàng dồi dào nhất thiên hạ này rồi." Thánh Vũ Thị và Trung Hoàng Thần thì trầm mặc. Lâu nay mọi nguy hiểm của Phục Hy thần tộc phải đối mặt đều được một mình Trung Nhạc ngăn chặn. Những tiên thiên thần ma chết là do hắn trừ bỏ, Đại Tư Mệnh là do hắn phá đạo tâm, bọn Khởi Nguyên Đạo Thần cũng bị hắn đuổi đánh đến cùng. Chư thần trong thiên hạ cũng thần phục Trung Nhạc, không dám tạo phản, không dám có lòng dạ khác. Tử đệ của Phục Hy thần tộc không có nhiều cơ hội lịch luyện, thiên hạ thái bình thì không sao,
thế nhưng yếu điểm trong trận tai kiếp này đã lộ ra. Sức mạnh chỉnh thể của Phục Hy thần tộc thậm chí còn không bằng Hách Tư Thị, không thể thu phục tất cả. Nhưng Trung Nhạc nói mình trở thành trở ngại của Phục Hy thần tộc, Phục Khưng khiến hai thái tử bọn họ có chút không muốn thừa nhận. Phụ hoàng đã hy sinh quá nhiều cho Phục Hy thần tộc, cuối cùng lại phủ nhận chính mình, khiến cho họ khó lòng mà chấp nhận. Trung Nhạc phủ nhận bản thân là sự đả kích quá lớn đối với bọn Trung Hoàng Thần, nhưng đả kích lớn nhất có lẽ vẫn là Trung Nhạc. Đó là mục tiêu, là lý tưởng cho hắn phấn đấu cả đời, hắn đã dốc hết tâm huyết cả đời hắn. Cuối cùng, hắn lại phát hiện mình trở thành trở ngại. Hắn sẽ đau lòng tới mức nào đây? Cảm nhận được điều đấy mới là Thái Hoàng, mới là Thái Hoàng chân chính. Chủng tộc chiến thần là chiến đấu mà có, không phải chỉ dựa vào một cường giả chống đỡ, vì thế ta cũng là trở ngại. Trung Nhạc nói tới đây, hắn mỉm cười nói. Sau khi nghĩ thông điều này, ta liền chợt hiểu ra, mọi thứ đều trở nên sáng lạn, luân hồi của ta có thể gạt sang một bên, sinh tử của ta cũng có thể tạm gạt sang một bên. Ta không thể để cho sinh tử của ta ở trên đại nghiệp của chủng tộc được. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, rời mắt ra khởi nguyên đạo thần sang tứ diện thần, rồi lại nhìn Hắc Đế, Bạch Đế, rồi nhìn luân hồi thánh vương, giọng nói cũng thêm vài phần gấp gáp. Ta chỉ cần trừ bỏ ngươi, ngươi, ngươi và ngươi, giết hết các ngươi thì mọi trở ngại cho sự phục cưng của Phục Hy thần tộc sẽ bớt đi hơn nữa. Trở ngại lớn nhất trừ bỏ rồi, lúc đó, đó là lúc ta chuyên tâm đối phó với đạo giới và đạo quang của đạo giới kia. Mấy người khởi nguyên đạo thần sắc mặt tối lại, sát khí càng ngày càng nặng. Trung Nhạc thở dài. Giết các ngươi, tinh lực của ta sẽ có thể hoàn toàn dùng cho đạo giới. Đáng tiếc ta mãi mãi chìm đắm vào giải trừ đạo quang đạo giới, giải trừ hỗn độn lạc ấn. Ta đã quá coi thường tính mạng bản thân. Các ngươi cũng quá coi trọng tính mạng của ta, đến mức chết nhiều đạo hữu như vậy. Hắn đứng dậy nói. Chỉ cần giết các ngươi là có thể giải quyết được vấn đề này. Chư vị, hôm nay chấm tiễn các ngươi lên đường. Luân hồi đạo hữu, xin lỗi, ngươi là người đầu tiên lên đường. Luân hồi thánh vương sắc mặt kịch biến, Trung Nhạc mỉm cười. Muốn giết khởi nguyên thì giết thánh vương trước, sư huynh, đại toại, các vị lão tổ nương nương, tiễn luân hồi thánh vương lên đường đi thôi. Phong Ngữ Trung đứng dậy, đại toại, Lôi Trạch Cổ Thần, Hoa Tư nương nương và hậu tổ nương nương cùng đứng dậy. Phong Hữu Trung thi lễ. Luân hồi đạo hữu, mời. Luân hồi thánh vương cười ha hả. Muốn giết ta sao? Thì phải hỏi khởi nguyên đạo huynh và Hắc Bạch Nhị Đế xem họ có đồng ý không đã kìa. 16 cái đầu của hắn nhìn quanh, đột nhiên trong lòng lạnh toát, thấy không gian tách rời, vô số vì sao lấp lánh. Đây là vũ trụ khác, là thất đạo luân hồi của Phong Hữu Trung. Hắn đã rơi vào thần tú thất đạo luân hồi của Phong Hữu Trung. Khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và Hắc Bạch Nhị Đế đều ở bên ngoài vũ trụ này. Đại toại, Lôi Trạch, Hoa Tư và hậu thổ nương nương hiện ra vây quanh hắn. Luân hồi thánh vương cười ha hả. Ta tinh thông luân hồi đại đạo, ta chính là luân hồi đại đạo, các ngươi không giết được ta đâu. Uỳnh uỳnh. Vô số đạo linh quang xuyên qua vũ trụ đan vào nhau, xuyên thủng thần tú thất đạo luân hồi của Phong Hữu Trung. Khóe mắt luân hồi thánh vương co giật, trong lòng hoảng loạn. Đó là luân hồi đằng. Luân hồi đằng xếp cuối cùng trong cửu đại linh căn, nhưng cũng là linh căn mạnh nhất, thậm chí có thể xuyên qua đạo giới. Sau khi xuyên đạo giới mới sinh ra luân hồi đại đạo. Sự xuất hiện của luân hồi đại đạo có thể nói liên quan rất lớn tới cây linh căn này. Trung Nhạc cho toàn bộ luân hồi đằng hiện ra chính là để dùng căn nguyên phá luân hồi đại đạo của hắn, triệt để mà tiêu diệt hắn. Muốn triệt để tiêu diệt ta sao? Không thể nào. Luân hồi thánh vương gương mặt biến dạng, hắn kể gần. Cho dù ta có chết ở đây thì vẫn còn một ta khác còn sống, luân hồi sẽ không bị hủy diệt. Ở bên ngoài tổ đình, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và Hắc Bạch Nhị Đế nhìn Trung Nhạc. Tứ diện thần cười. Trước trận đại chiến này, bệ hạ để cho luân hồi thánh vương trị thương cho bọn ta, có thể nói là không sáng suốt rồi. Giờ lại điều đi Phong Đạo Tôn, đại toái, Lôi Trạch, Hoa Tư và hậu thổ, lại càng thiếu sáng suốt. Bệ hạ muốn chết như thế nào đây? Trung Nhạc mỉm cười, vẫy vẫy tay cho những người khác rời khỏi tổ đình. Hắn nói, chậm cho những người khác chỉ đối phó với luân hồi thánh vương mà không đối phó với chư vị, lý do chắc các vị hiểu. Chấm kéo đạo giới vào luân hồi, dùng luân hồi đại đạo khắc chế đạo quang của đạo giới, để đạo quang của luân hồi không thể ra ngoài được. Thế gian này chỉ có luân hồi thánh vương là có thể uy hiếp tới chấm được. Chỉ cần luân hồi thánh vương không còn thì chấm chắc chắn có thể giết các ngươi. Bạch Đế cười ha hả. Sao, chỉ dựa vào mình bệ hạ thôi sao? Khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, Hắc Bạch Nhị Đế
đều thuộc cấp đạo thần, mà Trung Nhạc lại điều đi hết những người mạnh nhất một mình đối mặt với họ. Trận chiến này hy sinh Luân Hồi Thánh Vương, thế nhưng tiêu diệt được Trung Nhạc, xem ra vụ trao đổi này là rất đáng. Trung Nhạc mỉm cười, sau đầu hiện lên quầng sáng. Bạch Đế lập tức cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn không thể kéo gần, bất giác liền kinh hãi. Ngẩng lên nhìn thì thấy bàn tay Trung Nhạc đã đặt lên trên mặt của mình. Bệ hạ, đúng là đã coi thường đạo thần rồi. Bạch Đế cười khẩy, đại đạo thành kiếm, đạo kiếm chỉ thẳng lòng bàn tay của Trung Nhạc. Đạo thần ra tay quả nhiên phi phàm. Thần thông của đạo thần đã không thể gọi là thần thông, lý giải của họ về đạo đã đạt đến mức cực hạn. Khi ra tay không cần phải quan tưởng đồ đằng, đại đạo văn lý gì phức tạp có thể trực tiếp đối kháng với đạo. Bạch Đế là tia sáng đầu tiên của thế gian, mang thuộc tính trụ quang, có thể tưởng tượng được sự cường đại của hắn. Ánh sáng không đâu là không tới, đạo kiếm của hắn cũng vậy, không có gì không tới, không gì không thể phá. Đừng chạm vào người hắn. Tiếng của Khởi Nguyên đạo thần vọng ra, Bạch Đế khựng người lại. Đạo kiếm chạm vào lòng bàn tay của Trung Nhạc, đầu óc Bạch Đế đột nhiên trống rỗng. Một đạo luân hồi đại đạo trong cơ thể bỗng nhiên vỡ ra tanh tách. Cảnh giới đạo thần của hắn cũng bắt đầu tan rã. Đạo luân hồi đại đạo của hắn là đại đạo luân hồi Thánh Vương đã để lại trong cơ thể của hắn, để cho hắn thoát khỏi cạm bẫy đạo thần. Vì thế Bạch Đế mới thoát khỏi đạo giới với cảnh giới đạo thần. Nhưng giờ Trung Nhạc trực tiếp phá vỡ đạo pháp của luân hồi Thánh Vương, đánh hắn từ cảnh giới đạo thần rơi xuống. Bạch Đế đứng sững ra như gỗ. Giờ hắn đã không còn là đạo thần nữa, không phải đạo thần chân chính. Rời khỏi đạo thần thì cảnh giới sẽ tụt giảm. Năm xưa Tứ Diệt Thần cũng từng bị Trung Nhạc đánh tụt cảnh giới. Bạch Đế giờ đã từ cảnh giới đạo thần tụt xuống đế cảnh. Chậm còn coi thường ngươi không, đổ sâu bỏ. Bát đạo luân hồi phía sau Trung Nhạc chuyển động, Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diệt Thần và Hắc Đế xông tới. Dù tấn công từ hướng nào thì cũng đều là chính diện của Trung Nhạc, bị Trung Nhạc chặn lại cả. Bạch Đế đứng trước mặt Trung Nhạc, nhìn thì dù là Khởi Nguyên hay là Tứ Diệt Thần hay Hắc Đế đều cách hắn rất xa vời, nhưng Trung Nhạc và hắn thì lại rất gần. Một câu sâu bọ của Trung Nhạc vang lên bên tai khiến cho hắn giận tóc gáy. Giờ cho dù hắn vẫn còn tâm cảnh của đạo thần, nhưng cảnh giới đã tụt giảm. Trước đệ nhất thiên đế từ cổ chí kim như Trung Nhạc, hắn chắc chắn là không chống đỡ nổi được một chiêu. Đừng mơ! Tứ Diệt Thần hét lớn, nhất niệm vạn giới sinh, dùng giới phá giới, muốn phá tan thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, cứu Bạch Đế ra. Quanh người của Trung Nhạc hiện lên vô số tấm gương, mỗi một tấm gương là một thế giới. Đây cũng là nhất niệm vạn giới sinh. Khác với của Tứ Diệt Thần ở chỗ, Tứ Diệt Thần từ hỗn độn hóa giới cao hơn một bậc, còn nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc là không gian thất đạo luân hồi tạo nên vạn giới không gian. Quanh người Trung Nhạc vô số tấm gương nhanh chóng vỡ tan như thủy tinh. Tứ Diệt Thần tuy lần này không vào đạo giới trở thành đạo thần chân chính, thế nhưng thực lực cường hãn vô cùng, nhất niệm vạn giới sinh của hắn lại càng thêm hoàn hảo. Tế, trong nháy mắt hắn xung phá không gian thất đạo của Trung Nhạc, pháp lực hùng hậu trào dâng, định tế cả Hắc Đế và Bạch Đế lên. Năm xưa hắn tế Hắc Đế, một đạo đạo quang chém Đại Tư Mệnh, kinh diễm tuyệt luân, phá vô địch nhục thân của Đại Tư Mệnh, để lại cho Đại Tư Mệnh suy nghĩ chắc chắn là chết. Giờ nhục thân của Trung Nhạc chưa bằng Đại Tư Mệnh, mà Hắc Đế còn là đạo thần, chắc chắn cũng khó có thể chặn được đòn này của hắn. Thế nhưng đúng lúc Bạch Đế bị pháp lực của hắn tế lên, Bạch Đế bị một đạo đao chém đôi, nhục thân đại đạo nguyên thần vỡ tan, đại đạo bị chôn vùi, không thể chết hơn được nữa. Phụt một tiếng, Hắc Đế biến thành một đạo đạo quang, chém xuống mi tâm của Trung. Tứ Diện Thần mừng rỡ, nhưng thấy mi tâm Trung Nhạc tách ra, lộ ra một vòng xoáy luân hồi, trong đó cũng có một đạo đao quang không ngừng di chuyển bên trong luân hồi vô tận. Hai đạo đao quang gặp nhau, Hắc Đế kêu lên một tiếng thảm thiết. Đạo huyết nhuộm đỏ các đạo luân hồi bị đạo đao quang kia cắt ra làm đôi. Tứ Diện Thần kinh hãi, Hắc Đế chết quá nhanh, còn nhanh hơn cả Bạch Đế, vì hắn rơi vào trong luân hồi của Trung Nhạc, gặp đạo đạo quang của đạo giới. Đạo quang của đạo giới sau khi giết Đại Tư Mệnh chém về phía Trung Nhạc, Trung Nhạc kéo đạo giới vào luân hồi để đạo giới khống chế luân hồi. Đạo quang của đạo giới cũng bị luân hồi đại đạo khắc chế. Nhưng đạo quang này không thể hủy diệt được, chỉ có thể bị hắn nhốt ở trong luân hồi. Tứ Diện Thần thấy Hắc Đế chém tới, bị Trung Nhạc thuận nước đẩy thuyền đưa tới trước đạo quang của đạo giới. Loại đạo quang này không có khái niệm địch ta, chém qua tất cả. Ngay cả Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh cũng không thể đối kháng được với đạo quang. Hắc Đế có tài đức gì mà có thể làm được đây? Hắn là đạo thần nhưng bị đạo quang chém qua, cũng như Đại Tư Mệnh trực tiếp thân tử đạo tiêu, ý thức tiêu tan, bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt hai vị đạo thần đều mất mạng. Tu vi cảnh giới của Hắc Đế, Bạch Đế tuy đạt tới cảnh giới đạo thần nhưng vẫn rơi trong cạm bẫy đạo thần, không thể thoát ra được. Họ dựa vào sự giúp đỡ của Luân Hồi Thánh Vương ra khỏi đạo giới. Đối mặt với những người khác, họ đều là những người cường đại, cao cao tại thượng.
Nhưng đối mặt với Trung Nhạc, người tinh thông luân hồi đại đạo, tái tạo luân hồi, lục giới trong cơ thể thì đúng là giao mạng vào tay đối phương. Trung Nhạc có thể đánh tụt cảnh giới của họ bất cứ lúc nào, chỉ cần bị rơi khỏi cảnh giới đạo thần thì khi đối mặt với Trung Nhạc, họ chỉ có con đường chết. Uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh. Chấn động dữ dội truyền tới, khởi nguyên đạo thần và tứ diệt thần phá nhất nghiệm vạn giới sinh của Trung Nhạc, hai vị thần cấp đều nhíu mày. Đây mới là chiêu đầu tiên mà hai đạo thần là Hắc Bạch Nhị Đế đều đã chết. Thực lực của Trung Nhạc vượt xa dự liệu của họ quá nhiều thì phải. Xem ra Luân Hồi Thánh Vương không cho các người biết. Dưới chân của Trung Nhạc hiện lên Hỗn Độn Liên, nhị hoa rung động phát ra âm thanh nhỏ. Trong nháy mắt đầy trời ngập đất Hỗn Độn Liên, trên mỗi một bông hoa đều có một Trung Nhạc đứng ở trên đấy, sau đầu là Bát Đạo Luân Hồi chuyển động. Năm xưa Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới, chấm mượn áp lực của đạo giới hoàn thiện luân hồi đại đạo, trùng diễn tiên thiên, tái tạo vũ trụ trong cơ thể, mở ra đạo giới tử vi, vũ trụ cổ, hư không và lục đạo giới. Khu luân hồi thứ bảy và lưỡng đại biết cánh là vũ và trụ, khi đó chấm đã là đạo thần trong vũ trụ của mình rồi. Thực lực của chấm khi đó không hề thua kém với Đại Tư Mệnh. Nếu không phải dấu ấn hỗn độn và đạo quang đạo giới thì chấm đã đánh lên đạo giới chấn áp các ngươi rồi. Đạo quang đạo giới sau khi giết chết Đại Tư Mệnh thì nhằm vào ta. Khi đó các ngươi chắc biết sức mạnh của chấm tới mức nào mà những năm nay đối phó với đạo quang đạo giới và dấu ấn hỗn độn, thần thông trong mấy trăm vạn năm tương lai chấm đều sáng tạo ra cả. Các Trung Nhạc sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Trong mấy trăm vạn năm không ai có thể vượt qua được ta cả. Hai vị đạo hữu, mục đích của chấm không phải đối phó với các ngươi mà là đối phó với đạo giới. Nếu không đâu, đâu có thể nhẫn nhịn các ngươi làm mưa làm gió lâu như vậy được. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần khóe mắt co giật, thấy bên trong Bát Đạo Luân Hồi phía sau các Trung Nhạc đều có 8 vị Thái Hoàng. Đó là Thái Hoàng ở trạng thái thời không đại luân hồi, tay cầm các cây linh căn, phù tăng thụ, tiên thiên quả thụ, tiên thiên tử trúc, bỉ ngạn hoa và sinh mệnh cổ thụ. Trong cơ thể của họ còn có một cây vạn thánh linh căn, đó là Trường Sinh Đế. Cảnh tượng này thật sự là đáng sợ, không giống là để đối phó với họ. Đối phó với họ không đến mức phải có trận thế hoành tráng đến như thế này. Đúng như Trung Nhạc đã nói, rất lâu trước kia hắn đã ở cảnh giới đạo thần như Đại Tư Mệnh, dẫn tới đạo quang đạo giới. Nhưng giờ hắn trầm lắng lâu như vậy, chiến lực lại càng thêm khủng bố. Hắn một mình đối diện với bọn khởi nguyên đạo thần, không cần tế Hỗn Độn Liên, sinh mệnh cổ thụ hay các cây linh căn khác. Nhưng hắn tế lên, rõ ràng mục tiêu của Trung Nhạc không phải là họ. Bày ra trận thế lớn thế này có lẽ là dùng để luyện tay. Đi! Khởi nguyên đạo thần bỗng hét lớn, dùng vũ thanh trụ quang cuốn lấy tứ diện thần, cắt không gian lao đi, biến mất vô tung vô tích. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trăm vạn năm trước, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì da đầu bỗng tê dại, thấy một đạo trụ quang tròn không biết từ đâu tới xuyên qua thời không trăm vạn năm trước. Bọn họ nhìn quầng sáng đó, thấy Trung Nhạc ở trăm vạn năm sau đứng ở hiện tại, không đuổi theo họ. Bàn tay Trung Nhạc hướng về phía họ chém một nhát, bàn tay hắn giống như một thanh tiên thiên thần đao cắt qua thời không quá khứ, tia lửa lan tràn ngập tràn thiên địa. Tuy Trung Nhạc vẫn đứng ở tổ đình không hề di chuyển, không đuổi theo họ, thế nhưng trụ quang luân lại xuyên qua trăm vạn năm trước. Thời gian và không gian trước mặt hắn như biến thành một dòng sông luân hồi. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần chạy tới bất cứ thời điểm nào của dòng sông này thì hắn cũng vươn tới được. Đây chính là thời không Bát Đạo Luân Hồi, đại thời không luân hồi. Khởi nguyên đạo thần hét lớn, dẫn theo tứ diện thần lao ngược về quá khứ. Trong nháy mắt đã lại thêm trăm vạn năm nữa, giờ họ nhìn thấy trong thời gian không gian 200 vạn năm trước vẫn có một vòng trụ quang luân đang chuyển động từ tốn. Trung tâm luân hồi vẫn là Trung Nhạc của 200 vạn năm sau. Thần quang mà bàn tay Trung Nhạc biến thành vẫn ở sau lưng họ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ. Đi! Khởi nguyên đạo thần nghiến răng vùng một tiếng lao đi. Hắn đã là đạo thần chân chính, tu vi pháp lực hơn trước kia rất nhiều. Nhưng đi qua 300 vạn năm vẫn khiến cho hắn thấy quá sức. Thế nhưng trụ quang luân khổng lồ vẫn lơ lửng ở trên đầu của hắn, xuyên qua thời không của 300 vạn năm trước. Khóe mắt khởi nguyên đạo thần co giật, định bỏ đi thì đột nhiên thấy khởi nguyên thánh địa của mình, không khỏi khựng lại. Hắn thấy mình của 300 vạn năm trước đang tiến về khởi nguyên thánh địa. Còn ở phía sau hắn, hắn thấy một người khác là Trung Nhạc đang nhìn hắn tiến vào khởi nguyên thánh địa. Khởi nguyên đạo thần khựng người, mơ hồ nghĩ tới một điều quan trọng, nhưng nhất thời không nghĩ ra rõ ràng được. Đạo quang đó vẫn tràn ngập thiên địa, chèn ép tới, vô cùng khủng bố. Trung Nhạc nắm giữ thất đại linh căn thật sự là quá đáng sợ. Một người rất khó điều khiển được thất đại linh căn. Đừng nói thất đại linh căn, cho dù là lưỡng đại linh căn cũng không thể. Uy lực của linh căn gần như vô cùng vô tận, có thể diễn hóa thế giới. Cường đại như Đại Tư Mệnh cũng từng có vài cây linh căn.
nhưng hắn vẫn chỉ giữ lại sinh mệnh cổ thụ. Những cây linh căn khác hoặc biến thành tử vi, hoặc tặng cho thần vương ở dưới trướng. Trung Nhạc dưới trạng thái bắt đại luân hồi thì khủng bố như vậy. Bắt đạo luân hồi cắt đôi quá khứ tương lai, mời tới bốn hắn từ tương lai, bốn hắn từ quá khứ, phát huy tối đa uy năng của hỗn độn liên và những cây linh căn khác. Hắn không thể nào lại cường đại tới mức không coi đạo thần ra gì cả, chắc chắn còn có kẻ khác trợ giúp hắn ta. Khởi nguyên đạo thần bỗng tỉnh ra kêu lên, ta hiểu rồi, đáng hận, đáng hận mà. Tứ diện thần không hiểu, đạo huynh hiểu cái gì vậy? Là thần nhân thất khiếu hỗn độn. Khởi nguyên đạo thần tức quá lại cười nói, bốn vị thần nhân tương lai của Thái Hoàng có một vị là thất khiếu hỗn độn thần nhân, hắn che mắt chúng ta lâu như vậy, biết sớm thì đã nhân lúc hắn chưa đại thành mà tiêu diệt hắn rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 368 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.